Thì cái đêm đó là xong rồi thôi, cũng gắng quất một cái. Mà ta nói hả, cái giường nó kêu kẹt kẹt, không có làm được cái gì hết trơn anh ơi. Không đi sâu đi xa mà đi tới nơi tới chốn được. Du Anh về trang thiết bị y tế quân đội, quê ở Tây Ninh giống như ông xã, hiện tại cũng làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Rồi A Mũi với Trung là quen nhau trong trường hợp nào? Tụi em là bạn học chung cấp 2, cấp 3. Bạn này bà học cấp 3 do bà dễ thương thiệt, nhưng mà bà nhoi lắm, cà rỡn lắm, y như con trai. Bẵng đi một thời gian sau năm 2011 á, thì tụi em có đi ăn chung cái đám cưới của người bạn, xin thế không biết gặp lại. Dạ, chắc là do là đi ăn đám cưới đông người á, rồi bắt đầu nhẹ nhàng, dạ đúng rồi, kiềm chế là tự nhiên ấn tượng. Rồi sau này đi Sài Gòn á, học, hai đứa còn đi học á, thì nó mới chia sẻ nhau nhiều hơn. Thế còn Mũi thì sao? Dạ, cái ấn tượng đầu tiên của em là cẩu thả. Vì em hồi xưa là em cho thuê truyện tranh, thì anh là anh thuê, thì ta nói trả một cái hay là quyển sách, ta nói nó te tua luôn chị ạ. À, nó gấp lại rồi gặp mưa rồi nó phùng cái gáy lên. Trời ơi, em chửi quá trời chửi luôn. Thì em chửi riết mà em nhớ cái mặt luôn chị. Đúng. Dạ, dữ lắm. Vậy là anh xàm lắm. Bao lâu thì các bạn mới nảy nở, nảy sinh tình cảm? Cuối 2011, gần 2012 là... 14 tháng 2 năm 2012 á, thì trong cái chuyến đi chơi đó em mới thuê một cái chiếc xe đạp dịch đó nha. Em lên đạp dịch cái bắt đầu em mới tỏ tình. Mình đạp ra tới cái chỗ tối nha, mình mới dám nắm tay. Mũi, làm bạn gái chung nha. Thì lúc đó là... dạ. Rồi. Có lén lén hung được nhẹ cái trán cái. Rồi mới cho lên bờ lại. Đạp dạ, loài bắn hỏng loài. Ra tới cái chỗ tối, không hung được miếng. Hung khổ chết. Nói nghe nè, hung nhẹ là hung sao? Dạ thì... Hung lại nè, chứ hung lại, chứ hung lại. Đó. Đó. Cứ hung nhẹ trái vậy thôi đó. Dạ. Đó em. Rồi em rồi rồi chừng nào mới hung nặng? Đó, định nổi. Dạ, bữa đó là em đi làm thêm em, mà em làm tại nhà bạn này. Cái đầu mình cũng mệt thiệt, mình nằm xuống mình nghỉ. Chỉ là chỉ nằm kế, nhưng mà em nằm đầu này, bả nằm đầu kia. Trời ơi, nằm vậy rồi sao nghỉ được. Thì mình cứ nghĩ là ổng mệt, ổng nghỉ thì mình cũng mệt, mình cũng nằm nghỉ thôi. Lúc đó em làm gì em mệt ta, em ở nhà mà. Em cũng phụ anh chứ bộ. Thì ông này tự nhiên mở mắt ra thấy ổng nhìn mình. Tự nhiên hai cái mặt sát vậy nè, tự nhiên có cái hơi người là mình mở mắt ra mình thấy. Bắt đầu là vậy đó anh, vậy đó. Là chuyện gì tới nó tới luôn. Dạ, là hung nặng. Hung nặng cả. Hung nặng là thôi. Hung nặng dạ. Thôi chứ còn không có gì nữa. Dạ, dạ. Mà nó vụng về lắm. Lúc đó là tại vì em là... cũng nụ hôn đầu tiên của hai đứa luôn. Hung nó kỳ lắm. Để vô một cái bọc cái là xong thả ra. Ổng luôn lắm. Dạ, lúc đó là hai đứa rung. Rồi sau đó một cái chuyến đi chơi xa của hai đứa bằng xe máy nữa là nó mới nhiều chuyện nó xảy ra. Giận hờn bắt đầu nó lòi ra những cái tính. Rồi cái đầu mình mới biết được cái cách để giải quyết. Em thì nói chung là em bị có lông nhiều á chị, nên em rất là mặc cảm với vấn đề đó. Rồi thì trước khi mà em quen ai là em cứ nghĩ tới vấn đề đó không? Nói trời, có khi nào người yêu mình chê mình giống như con vượng cái nó ấy không? Bắt đầu quen anh này thì anh xua tan y suy nghĩ đó đi. Nhưng mà ổng cứ kế bên em là ổng cứ bức lòng em. Em nổi điên lắm. Xong cái đầu ngày 5 tháng Giêng đúng không? 2012. Thì bắt đầu là hai đứa bắt đầu viết cái cam kết là em mới ghi là chung ở gần Mũi là không có được bức lông của Mũi nè. Không có được tọt lét Mũi nè. Rồi... nói chung là đại khái cũng vài cái ấy nữa. Xong rồi đầu ghi ra hai bản, em một bản, rồi ảnh cũng có những cái điều khoản tương tự luôn. Nói chung là khoảng 3-4 điều vậy thôi. Điều. Cái của em mới là kinh khủng, là bạn có cái tật thú vui là ở với thả bom. Ai? À, cái thì lúc đầu thì em cũng hơi bất ngờ chí, nhưng mà tự nhiên thấy nó thú vị. nhưng mà cũng phải hạn chế chứ. Chứ quá chứ ai chịu mà nói. Lúc đầu em mới nói là ghi vô là không được thả bom trước mặt Trung. Ở đâu cũng được nhưng mà trước mặt Trung đừng có thả bom. Nói. Vậy em nói sau lưng không đó. Cái thứ hai nữa là khi mà ôm á, khi mà đi chở xe á, lúc mới quen á là bà không mắc cỡ bà vịn vai mà. Em nói đi xe á, là phải vịn eo chứ không có vịn vai. Đó. Là 2-3 điều vậy đó, em cũng 2-3 điều đó, nhưng mà cái nặng nhất là cái chỗ thả bom đó đó. Tội ha. Dần rồi là cái việc thả bom đó mới bắt đầu nó càng kinh khủng khiếp hơn. Nó ngày nào mà tần suất nó dày hơn hả? Nó dày hơn và nó bạn thả bom xong bạn bụm vô tay bạn để vô mũi. Thôi.
quá lầy. À, mũi lầy quá à. Bơm này hả, còn nặng hơn là bơm sinh học. Dạ. Sao mà cưới nhau còn còn khủng khiếp hơn nữa. Bây giờ sao? Bây giờ thì bạn cái level mà thả bơm của bạn đã lên cực điểm rồi. Em cũng đang mong muốn để lên chương trình này, mục đích là để cho bạn giảm lại giùm em để em nhờ nè. Nghĩa là hai vợ chồng đang là giỡn với nhau á, âu yếm bà rờ rẫm bà sờ sẫm mò mẫm, mình đang phê vô cái thế á, cái bắt đầu hai cái chân bả kẹp hai cái tay mình à. Rồi hai cái tay bả vịn hai cái chân mình. Không. Là cái gì nó ngay trước mặt mình là anh biết rồi đó. Đó. Em nói anh là em không hề, em không đỡ được luôn. Đó là em chỉ biết em nằm em cam chịu rồi đó chứ. Trời ơi, em nhỏ coi như là coi như lớn không nổi luôn. Em, trời ơi. Đó là em không có cái mền hay cái gì để em chịu đựng được luôn. Nó cứ ngắt rồi. Anh biết cái cảm giác mà lúc đó mà nó đang phê phê mà nó đang lân lân á, làm cái bụm mà làm cái bụm một cái nó bao nhiêu cảm xúc của em là nó tuôn. Trong những cái, dạ, cái rồi, điều mà em yêu đó chính là mùi mũi à. Hai em là quen nhau bao lâu thì mới cưới nhau? Chính thức là tỏ tình là 2012, cuối 2017 tụi em mới cưới. Như vậy là cái đêm động phòng không có gì gọi là đêm thú vị và đặc biệt vui không? Dạ đêm động phòng anh, em kể đi. Cái nhà thì nói chung là nó cũng khổ cho tụi em, có nghĩa là một phòng kế bên là phòng của đứa em trai. Ngay cái đầu giường của em á thì là mẹ ngủ ngoài, mẹ không có ngủ phòng. Cái giường thì nó quay sát vô cái tường. Thì cái đêm đó là xong rồi thôi cũng gắng quất một cái. Mà ta nói hả, cái giường nó kêu kẹt kẹt kẹt, không có làm được cái gì hết trơn anh ơi. Không có đi sâu đi xa mà đi tới nơi tới chốn được á. À, vậy mà cái giường nó chổng vô cái tường nữa đúng không? Dạ. Rồi mẹ ngủ ngay đó nữa, sợ mẹ ngủ không được. Dạ. Cho nên là thôi. Coi như là giữa đường gãy gánh á. Mình thì mình không có xỉn, mình đang chuẩn bị tâm lý rất là sẵn sàng cho cái đêm tân hôn. Còn cái chị này chỉ xỉn là mình cứ khiều miết hả? À. Khiều dữ lắm luôn á mới bắt đầu được. Mà bắt đầu thì cái giường của nó dở chứng. Đó, nó cứ có cái két khó chịu dễ sợ. Rồi bữa đó bà có thả bom không? Dạ không, bữa đó thì được cái là họ không có thả bom. Trời, bữa đó thả bom nó chắc chết em luôn. Em nở nể vợ em ở chỗ là cái là khi mà cưới rồi á là mẹ là thả bom nha, nhưng mà mẹ con thả bom là cái khiều mẹ em luôn á, là một cái bụm rồi chạy. Rồi chạy rồi luôn. Mẹ bỏ chạy luôn á. Dạ không, em chạy. Trời ơi. Mẹ chồng chắc thương mẹ mũi lắm đúng không? Dạ mẹ em thì thương vợ em lắm, như con gái trong nhà vậy đó. Dạ khoan, anh chị mới nghe có một phía à, sao không nghe em nói nè. Chồng em cũng có thua em. Hơi nó thế lúc em đó. Rồi nhân đây mình nói luôn tật xấu đúng rồi, dạch đúng mặt rồi, dạch mặt luôn. Đó. Nãy giờ kể có mình em à. Ảnh muốn thả bơm em là ảnh thả bơm có câu chuyện. Ví dụ như là đang đi chơi với một nhóm và ảnh làm cái mặt rất là nghiêm trọng, quan tâm tới em. Em tới đây lẹ đi, để mọi người đi hết rồi em chạy theo, chạy tí tấn tới bụm xong chạy đi, tức là cho em một quả xong rồi bắt đầu ảnh chạy đi. Thôi mất lắm. Nên là cuộc đời em không bao giờ bị ung thư. Không bao giờ bị ung thư với đột quỵ. Tại vì cái theo khoa học người ta nói là cái mùi thả bơm mà khi ai mà hửi nhiều là chống đột quỵ. Cho nên là đó là lý do tại sao mà công ty em là không bao giờ bị đột quỵ. Trời. Từ sếp cho tới là mấy bạn đồng nghiệp là đều bị em thả hết. Tôi nghĩ rằng là em nên viết sách đi. Viết sách. Được, bạn này vẫn gọi là rất là tự tin chuyện đó. Tật xấu thì em chỉ thấy chỉ có hai cái thôi, là một rất là bề bộn và hai nữa là quên tắt đèn xi nhan. Còn ngoài ra thì chồng em là rất là tuyệt vời. Ngoài ra không có cái gì để... Khen em tuyệt vời để em đừng có dạch cái tật xấu của cô ấy ra thôi. Thật ra là em chuẩn bị rồi chứ em biết tật xấu của vợ em á. Một cái bị một cái là cái bệnh nghề nghiệp. Cứ đi đâu cũng thấy vi trùng, đi đâu cũng thấy vi khuẩn. Sạch sẽ. Dạ sạch sẽ mà kiểu quá đáng anh. Đó vậy giờ mong muốn thay đổi gì? Em mong muốn vợ em thay đổi gì? Dạ em thì mong muốn vợ em cái là bớt cái bệnh nghề nghiệp lại xíu, thoáng thoáng ra ít thả bom à. Hạn chế thả bom. Thả bom lại tí đó. Dạ. Có hai cái mong muốn đó, giờ tới em mũi. Em thì mong muốn anh ấy là bớt thức khuya, bớt trôn vợ lại, nhớ tắt đèn xi nhan gọn gàng lại xíu. Tỷ lệ là 4-4-2 đó. Đến đây là cũng em cũng nghe nghe tiếng anh Quốc Thuận cũng lâu rồi, cho nên là
là em cũng muốn được anh Quốc Thuận chúc thiệt tiếng. Luôn á, dạ. Có khi nào mà em thành ông mụ luôn không trời. Dạ. Hôm nay thì các em đến chương trình Vợ Chồng Son, thấy không? Dạ. Chúc cho hai vợ chồng em lúc nào cũng vui tươi, hòa nhã như thế này. Em tên là Xuân Đạo, em nay 29 tuổi, em đến từ Quảng Ngãi. Đạo. Công việc của Xuân Đạo là gì? Dạ, em làm nghề điện công nghiệp. Rồi, mà em. Em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận, chào khi khán giả. Em tên là Mỹ Hạnh, hiện tại em đang làm nhân viên văn phòng. Em 29 tuổi và em cùng quê với ông xã luôn. Dạ. Hiện tại thì hai vợ chồng em đang sinh sống ở Sài Gòn, lập nghiệp ở trong này. Hai em là yêu nhau là ở Quảng Ngãi hay là tại thành phố Hồ Chí Minh? Dạ, nói chung là gặp ở Sài Gòn, rồi qua đứa em của vợ giới thiệu. Nó kêu là để nó mà làm mai cho, chứ em cũng không biết là hôm đó có sự có hiện của ông xã. Em chỉ xuống nhà em chơi bình thường thôi. Thì nó bảo là chị ơi lát nữa có anh này xuống chơi nè. Thì em bảo thì ừ thì cũng chơi vô đây. Thì lúc đó em cũng có đi để em mua gà rồi về làm cháo rồi đó cho mấy anh em nhà nhậu. Thì ông này tới nè. Nhưng mà cái ấn tượng đầu tiên mà khi mà em gặp anh này thì không có ấn tượng gì luôn anh. Tại vì ổng hồi đó hả, ổng ốm, ổng đen mà ổng xấu lắm. Nhìn ổng sao nó xấu xao, đại loại là em không có hề có ấn tượng gì hết. Còn em thì sao em? Lần đầu tiên gặp vợ thì nói chung là nhìn người cao ráo to, mấy anh em trong nhà rất là vui. Nên vô là ấn tượng đầu tiên là được thích cái điều đó. Lúc đó xong thì đang ngồi nhậu về đó thì em thấy karaoke. Em thấy người ta hát thằng xóm, em bảo là mà em thì rất thích hát karaoke. Xong rủ, cái em bảo là ước gì vợ có ai rủ mình đi karaoke. Cái ông này thì ổng tự tin giọng hát của ổng lắm anh. Cái ông kêu ừ thích thì đi. Cái nhậu xong cái rủ nhau đi karaoke. Có nhớ là cái ngày đó em hát bài gì không? Hôm đó là em hát bài Nếu Là Anh. Để em lấy cái tiếng hát cho người bạn gái mình hiểu. Và em nghe nói, xong nói ra cho mình luôn. Tại rất là run cho nên không có nói chuyện được nhiều. À Nếu Là Anh. Để hát thử vài câu coi cái từ ngôn từ ý nghĩa sao. Nếu là anh thì anh sẽ dành cho em những ngày hạnh phúc. Nếu là anh thì anh sẽ nắm tay em không bao giờ buồn. Hay quá. Giọng giống Di Mạnh. Trời ơi. Em nghe giống Di Mạnh không? Nói thiệt bây giờ em mới thấy gần ảnh hát giống ca sĩ, chứ hồi đó em không có nghe luôn. Tại vì lúc đó là cái cảm giác là em cũng đang bị thất tình. Nên là khi vô phòng karaoke em ngồi em nhậu thôi. Lúc đó tính tiền thì ảnh có đưa cho em 500 ngàn để góp. Thì em về em mới nói với mẹ em là em bảo mẹ hôm qua có thằng kia ngu lắm mẹ, mới gặp lần đầu tiên mà đưa con 500 ngàn cho tiền con. Thế là mẹ em nó cũng cười và hỏi số thằng nào dạy gái dữ vậy. Rồi xong rồi bẵng đi thời gian đâu liên lạc với em. Em nghĩ là chắc lúc đó là đứt rồi, không liên lạc gì hết. Khoảng một tháng sau thì thấy ổng nhắn tin Zalo cho em. Ổng đưa cho em. Mà sao lại là vắng là giãn cách luôn một tháng. Giãn cách một tháng. Vợ con lúc đó là làm bên ngân hàng. Con thì làm nghề con đi học nghề con lên á. Thì đôi khi mình cảm khi không đi học. Đi làm nghề đi lên. Thì bắt đầu em của vợ thì mới bảo em thì liên hệ với chị đi. Có gì chị không sao đâu. Nghề của chị như vậy thôi chứ anh đừng có mặc cảm. Rồi đến bao giờ thì tụi em mới yêu nhau? Cái giai đoạn mà ảnh cua em á, thật ra em không có ưa gì ảnh hết á. Tại vì em nói là lúc đó em đang thất tình mà, nên em chả muốn quen ai nữa hết á. Nói chung là em muốn chấm dứt hết. Em có cái dự định riêng của em rồi. Thì ổng cứ ngày nào cũng qua nhà em ngồi. Rồi ổng qua hả, ổng sửa nhà cho em nha. Ổng đóng móc, đóng đồ, ổng làm cầu thang, cầu đồ, ổng làm tội lắm, mẹ em cưng lắm, mẹ ổng thương lắm. Mà em thì lúc đó em không cảm giác gì hết. Tại lúc đó em ngồi nồi, nói chung là em không còn niềm tin nữa. Em không muốn quen ai nữa. Nên là khi mà anh này anh đến thì nói chung là xui cho anh thôi. Trước đó là em đã có dự định riêng, em nói dự định riêng của em là em quyết định đi du học rồi. Em không có muốn dướng bận đến ảnh. Em cũng không muốn ràng buộc ảnh, tại vì em đi là 2 năm. Và em xác định là sau 2 năm đó em sẽ học tiếp và em học tiếp. Em xác định là em ở bệnh luôn, em không có định về. Nhưng mà ảnh cứ theo. Thì thôi ảnh bảo là thôi cưới đi. Thì lúc đó mới quyết định cưới. Lúc đó mẹ vợ hỏi là giờ chuẩn bị hạnh đi á, con có chịu được nổi hay không? Thì bắt đầu hai đứa thổi xong rồi con quyết định là thôi mẹ cho chân phép hai con cưới. Nói chung là hạnh đi thì cũng gì tương lai hai đứa thôi. Cưới xong rồi em đi học? Dạ, cưới xong 2 tháng em đi. Ồ, em đi học 2 năm? Dạ. Đi học ở đâu? Dạ, Nhật. À, đi học ở Nhật hả? Dạ. Vậy là em mới về đây hả? Em mới về được gần 2 tháng. Mới về đây được gần 2 tháng thôi? Dạ. Về là đăng ký tham gia chương trình liền luôn. Có nghĩa là hai vợ chồng là chính thức là gọi là đoàn yêu viên á, là đâu được có 5 tháng, đúng không? Dạ đúng rồi, sống với nhau được 5 tháng. Cưới xong có kịp đăng ký kết hôn không? Dạ, nói chung là lúc đó là em cũng còn thử thách ảnh lắm. Với lại lúc đó tình cảm em nói thật là dành cho ảnh chưa có nhiều. Nói chung mà có thương thôi chứ gọi là để mà yêu mà gắn bó suốt đời thì nó vẫn còn là một khoảng cách mong manh lắm. Nên là em chưa đăng ký kết hôn vội. Em đi xong cho đến
Một năm sau em về thì mới đăng ký kết hôn. Vậy thì trong 2 năm đó chắc có lẽ là cái người ở lại chắc là nhớ nhung dữ lắm đúng không? Khổ lắm. Khổ lắm à. Để em kể cái hành trình khổ cho anh chị nghe. Thì lúc mà bay qua xong đó bắt đầu về nói chung cũng khóc cũng tuổi. Bắt đầu cái hành trình là đi học thì sáng là ở bên mình là 5 giờ. Bên vợ sẽ là 7 giờ. Cho nên là 5 giờ em sẽ dậy. Em sẽ báo thức. Gọi giờ dậy là chuẩn bị đồ đạc rồi bắt đầu 5:30 bắt đầu đi. 5:30 tự hành trình là bắt đầu gọi bên Messenger Facebook á. Gọi dẫn đi từ 5:30 là dẫn đi ra ga của tàu điện ngầm á là hết gần 6 giờ. Bắt đầu 6 giờ là cúp nguồn là chỉ nhắn tin thôi là mít tới 6:30. 6:30 xong bắt đầu gọi lại xong là dẫn tới trường tới 7 giờ bắt đầu học. Vậy đó, ngày nào cũng như ngày nào. Dạ. Rồi sáng nào cũng vậy. Rồi 12 giờ anh lại gọi anh dẫn em về. Nói chuyện trên lúc mà em đi bộ ra ga hoặc là từ ga về nhà thì anh sẽ gọi. Một năm sau khi mà em đi qua Nhật, lúc em về phép chơi á, là mới đăng ký kết hôn. Là lúc đó là em đã yêu ảnh. Dạ như đúng là... rồi, lúc đó tình cảm nó đã nhiều hơn nữa. Đó là một năm trời xa nhau là lúc đó em cảm thấy yêu ảnh nhiều. Dạ, hơn đúng không? Dạ đúng rồi. Mới ở chung với nhau được đó. Được có 5 tháng thôi đó. Còn mới đây là mới có 2 tháng thôi. Dạ. Như vậy thì sao ta, có thấy được những cái tật xấu của nhau không? Hay là bây giờ vẫn còn màu hồng dữ lắm? Hiện tại em thấy nó cũng còn màu hồng nữa. Có cái tật xấu lớn nhất là anh say vô là anh ngáy dữ lắm. Em ngủ không được. À. Cái nữa là ảnh nhiều khi ảnh khô khan quá. Ảnh ví dụ như là ảnh cứ chân chắc và thật thà quá. Nên là ảnh nhiều khi anh thiếu yếu tố lãng mạn. Làm không mà im làm không có nói. Nhưng mà em là ở xa như vậy rồi. Em thì ở Việt Nam một thời gian 2 năm. Em có khi nào em ghen không? Dạ không. Mình tin tưởng chồng và vợ dạ mình rồi thì mình đó. Không bao giờ anh mình ghen. Bao giờ ghen. Vậy em có nghĩ đó là cái tật xấu không? Nhiều lúc em cũng buồn chứ. Ví dụ như những hôm mà em ở bển em đi chơi đó, có những người bạn Nhật của em á rủ đi chơi thì cũng có đi chơi ăn uống hát hò này nọ. Em bảo em về em cũng kể ảnh, em cố tình em kể, em bảo em đi chơi với cái anh đó này kia kia nọ, anh nó chưa vợ này kia kia nọ, nó vui tính này kia kia nọ, hài hước gì đó, thấy anh đó bảo là thấy em cũng vui này kia kia nọ. Ổng không nói gì luôn, ổng kêu ờ thì đi được thì đi vui chứ sao đâu, rồi ổng không nói gì hết. Dù cho em đã chọc tức cái ảnh lên được cái ngưỡng cửa là cao nhất luôn rồi mà vẫn không ghen. Nhưng mà em thì ghen cực kỳ. chưa tới. À, bây giờ tới phần của Đạo nè. Dạ. Kể cho anh nghe thật xấu của con. Xấu của vợ thì mỗi lần đi ra ngoài đường á, cứ vợ áo là móc rúng á. Gì? Móc rúng. Vợ áo anh lên móc rúng á chị. À. Bị ghi móc rúng á. Mày em ngại lắm. Đi tới đường đông mà may đứa có khẩu trang chứ không là ngại chết luôn. Trời đất ơi. Rồi sao nữa? rồi ghen sao, vợ ghen sao? Tự thừa nhận là ghen luôn đó. Nói chung ai nhắc tới người yêu cũ của anh là em nó điên lên. Em về em cứ em nhắc lại là em hay cấu xé hay là em cứ nhằn cái vấn đề đó hoài vậy đó. Thế là em thường hay có cái tính sở hữu. Nói chung là của mình là của mình. Giờ em có nóng tính không? Dạ cực kỳ nóng luôn. Cực kỳ nóng. Dạ. Rồi á, giờ em có tự quyết định mọi chuyện trong gia đình không? Quyết định cái gì có hỏi em không? Dạ nói chung quyết định vấn đề gì thì vợ sẽ hỏi. Được rồi, hai vợ chồng bàn luận xong rồi bắt đầu quyết định. À, chứ là không tự quyết định khi mà không có ý kiến của em. Dạ. Hồi Đạo có mong muốn bà xã mình thay đổi điều gì? Chỉ mong vợ là bớt nóng những cái tính nhỏ nhẹt nhất thôi. Lúc nổi nóng thì không giải quyết được vấn đề gì. Dạ, còn chỉ gì nữa? Thôi. Nhiều thôi. Dạ. Thôi, bớt nóng thôi. Rồi, còn em? Chồng em thì giờ em thấy như vậy là ảnh cũng được lắm rồi. Nhưng mà em cũng có một cái mong ảnh thay đổi là có thể hiểu em tí hiếu. Tại vì hiện tại là em sống với mẹ. Là mẹ của em á. Thì nói chung em là chị hai từ nhỏ rồi, ba em mất sớm từ nhỏ rồi, nên là hầu như em là cái trụ trong gia đình rồi. Nên là có những cái vấn đề mà giữa mẹ với ảnh á, em ở giữa em rất là khó xử. Nhiều lúc ảnh cứ nói giỡn là anh giống như làm dâu vậy đó. Thì cái câu nói đó làm cho em rất là buồn. Thực ra em cũng không có muốn ảnh phải chịu cái thân phận đó. Và em hy vọng là ảnh có thể xem mẹ em như là em vậy đó, để có thể là chăm sóc mẹ em tốt hơn. Với lại anh có thể mạnh mẽ hơn tí xíu. Nhiều lúc em thấy anh yếu đuối quá. Anh không cái những cái vấn đề thường là em phải quyết định, em phải lo lắng hết trong gia đình, nên là nhiều lúc em cũng thấy hơi mệt mỏi. Em có thể là hy vọng là anh có thể làm một bờ vai cho em. Em thấy sao cưng? Tôi nói thì em sẽ làm được. Tại vì chị rất hiểu tâm trạng của vợ em. Đối với chị làm như chị cảm giác chị nợ bố mẹ chị nhiều lắm. Có nghĩa là giờ bố mẹ còn sống ngày nào là mình phải hết lòng bố mẹ ngày đó. Rất may mắn là chị có một người chồng coi bố mẹ chị giống như là bố mẹ ruột của ảnh vậy. Sao?
Con năm nay con 25 tuổi, con đến từ Bình Định, con tên là Nguyễn Kim Hảo. Hảo dạ, cho con chú Thuận, chào chú Quốc Thuận. Dạ. Dạ, con xin chào chú Quốc Thuận, cô Hồng Vân và quý vị khán giả của chương trình Vợ Chồng Show. Con là Nguyễn Kim Hảo, năm nay con 25 tuổi, con đến từ Bình Định. Dạ. Dạ. Công việc của Hảo bây giờ là gì? Dạ, công việc của con là nhân viên kỹ thuật điện. Là con mới từ Bình Định bay đây hay là bây giờ đang làm việc ở Bình Định? Con ở Bình Định của bạn. Vậy đó hả? Dạ. Đưa đi tham gia công việc ở dạ. Wow. Vậy con ở Quy Nhơn hả? Con ở đâu? Con ở Quy Nhơn. Quy Nhơn. Giờ Quy Nhơn ở đâu? Ở Tuy Phước ạ. Ở đâu? Con ở Tuy Phước, hiệp Tuy Phước. Tuy Phước. À. Rồi. Mời bà xã của Hảo. Làm được nửa tháng thì con đi ăn thì cũng thấy là mục tiêu thôi, con chỉ là mới vô đi làm thôi. Nhưng mà cái lần đầu tiên con thấy ổn á,
Dạ không. Có ấn tượng gì về cái nhan sắc của hổ không? Dạ không luôn. Không luôn. Dạ. Mở khẩu trang ra cũng thấy gì thích luôn á. Dạ tại vì lúc đó là con cũng có bạn gái rồi, không có quan tâm với ai hết. Như vậy là cái lúc đó là cả hai đều có người yêu hết rồi, cho nên là không có để ý nhau. Rồi đến khi nào thì mới bắt đầu để ý? Lúc đó là mới vào công ty thì con có người yêu rồi, xong rồi con đi làm thì vợ con hay cứ rủ, cứ kêu ra chưa với quạt. Là cái vợ con đứng cái chỗ đó với quạt, cái bị Hương biết là một tuần kêu con chưa với quạt, không biết bao nhiêu lần luôn. Cứ ra kêu anh đưa sửa dùng cái quạt đi, mà con đi ra con sửa thì mấy ông anh có trì thì cứ chậm. Thì nó cất ngoài đầu lắm, khi mà ra sửa quạt biết là sau đầu cái con nó cười, nó kêu cho thông, giờ em sửa lòng rồi em chưa nữa. Lúc đầu xong em con ra con sửa xong rồi lần sau Hương tiếp lại hơn nữa, xong rồi kêu con cái con kêu không chị đi mua cái quạt khác chị xài đi chứ không, em không có sửa nữa. Mà lúc đó vẫn còn có bạn gái đúng không? Dạ lúc đó vẫn còn ạ. Xong rồi là cuối đầu là vợ con là cứ dí con, dí con đi, con đi đâu là cứ dí theo, là cứ kêu ra sửa quạt. Mà con sửa kêu không mua quạt khác chứ quạt cũ rồi nó hư hoài, sửa thời gian sửa đó. Tại vì làm trong công ty là làm nhà máy cái chiều hả, là còn mấy lớn không này, thời gian là đi làm mấy tháng có thời gian để làm, và vợ con cứ kêu công ty mới quạt. Nó nghe là cắt ngang đi, mắc mớ gì cho công ty, biết bao nhiêu kỹ thuật, biết bao nhiêu người đàn ông không nhờ người ta sửa mà đi nhờ người đàn ông bạn gái rồi sửa. Tại vì không là mấy đứa con máy hư là phải kêu báo đi sửa, không kêu má anh kia, má anh kia tôi đi với ông này à, kêu là em kêu nhỏ nó sửa đi, chứ mấy anh là không có sửa mấy bạn, em kêu ông sửa chào luôn chú, không kêu ông sửa một lần. Con kêu bằng anh lên, kêu bằng thằng nhỏ. Con kêu em ơi xưa mấy bạn anh chị đi em. Vậy đó, nói vậy. Xem xưa được một lần, tự nhiên cái mấy bạn nó bị sao chứ, hư hoài luôn, giống như con vậy á. Tưng tưng, để xem cái con chí ông chạy tài đường ổn trốn tôi lét luôn chú. Trốn tôi lét không xưa với con luôn. Con kêu là nếu như mà em không xưa thì chị lên, chị báo giám đốc là em trốn không được nha. Không phải giỡn với chị đâu. Để xem cái ông mới ra ông xưa nữa. Rồi con mới hỏi là em ơi, có người yêu chưa? Không im đâu. Ê, có người yêu chưa, đừng phải dọn nó mà chị nghe. Để xem cái em có được chị. Để con thấy mà cái câu mà con nói là thường là mấy cái người mà có người yêu rồi chú, ít ai nói là có người yêu lắm. Nọng nọng này cũng kêu là có người yêu rồi, trong đầu con nghĩ là con thì con nghĩ là thường là mấy cái thằng mà có người yêu rồi, cho tại con cũng biết không có người yêu rồi mà con chặt không. Con nói là thường là mấy người có người yêu rồi, người ta nó có người yêu rồi cũng được nè, giống như là người ta thiệt thà á, dám nhận là mình có người yêu rồi á, chứ gặp nãy giờ nhắc nhở có người yêu đâu, đúng mua thêm bồ vậy đó. Nè. Từ đó con có cảm tình. Không, hỏi con có bồ rồi mẹ. Có bồ, đang có bồ, đang có bồ. Có nghĩa là chỉ muốn chọc thôi, đúng không? Muốn ghẹo con thôi. Dạ. Tại vì là con biết con bình định, con lép, cho nên là con cố tình muốn chọc. Con cũng biết con bình định mà trong công ty con có hai người bình định không? Với lại cùng quê nên con thấy tậu mấy con cùng quê vậy á. Rồi tới khi nào, thôi kể tới cái giai đoạn hai đứa cùng bỏ bồ, rồi sát lại với nhau đi. Hầu đó he, vậy sao cái con thì cũng con đang tấm hình lên Facebook nè, con qua TikTok nè, qua TikTok đúng không? Chúng ta chia tay bộ chưa? Chưa, chia tay. Không, bây giờ mình kể cái giai đoạn mình chia tay bộ rồi đó. Chia tay bộ hả? Tại sao cái ông chia tay bộ bữa đó là ông đi tập nghi công ty con. Con có ông thích vô mà ông hát hay quá nên con mới quay video lại nhiều người gửi cho ông. Ở dưới nhà ông nhắn tin con, chủ động nhắn tin con kêu là gửi cho anh cái video mẹ hát đi, mẹ con kêu là nhóm vậy. Thì lúc mà em mà sao cứ kêu chị là em nhảy, sao con cũng gửi cho ổng. Rồi tự nhiên ít bữa sau nhắn tin con, nhưng rủ con đi cà phê không? Thì con kêu là vậy cũng được em. Sao cứ rủ đi cà phê đi, em ngóc đồ cho mày lần đầu tiên chừng tấu đó con làm cả đêm á, cũng làm cả ngày. Ông mưa gọi tự nhiên tin nhắn bồ, ổng cảm xúc ổng ấy, ổng thấy được tin nhắn đó, tự nhiên ổng gửi hết cho con một coi vậy á. Con nhớ hết cho con coi, nhưng mà trong lòng con hồi đó cũng kêu như con mới mất ổng đâu. Trong một thời gian cũng mới mất ổng đâu. Trong đầu con cứ nhắn tin ông, con nói là thôi con gái mà đứa nào cũng muốn mình xuống nước hết trơn á, muốn ngọt hết trơn á, bây giờ em nhà bộ em xuống nước đi để được người yêu quay lại á, nhưng mà trong đầu mình chia tay đi, chia tay nha. Lòng nó là chuyện trong đầu nhà bộ là nó tới với mình chia tay đi. Rồi nhưng mà nhà bộ nhắn tin là cứ nói là em chịu ngọt, em mang xuống nước em quay lại với người yêu đi. Nhưng mà em đi, đi. Có nghe lời mày chỉ không? Dạ, tại vì lúc trước là cứ mỗi lần vô
cô đó, tôi hối cứ có mồ hồng á. Xong cái chừng đó cái con chia tay xong cái cũng có lúc trong còn ít các bạn bao nhiêu đó, bạn bè con thì con chơi có bốn thằng bạn không mà bạn thân á, là ba mẹ cứ kêu là tướng con cơ đơn không à, là chỉ có mồ con là ở cô đó, có một mình đó. À, vô năm này là cũng có ai nữa, con biết con cũng biết tâm sự ai lúc mà mình đang mà công thương mà mình không biết tâm sự ai đâu, chỉ có bỏ tiền thôi. Thì đúng rồi là con mới nhấn tin qua bà kêu mình gỡ hết cái những ngoài xong rồi cái con có đúng không đi rắn là bữa đó cuối tuần nữa kêu cái đánh chơi thì đi cuộc phơi cho vui, xong con nói bữa đó là đúng là đi cuộc phơi thì em là đầu tiên luôn, là lúc như là xong bắt đầu là trần sau là cũng có lần hai lần ba là từ từ quen dần tới khi kết hôn bây giờ. Là lúc mà con bị chia tay xong rồi con gửi cho bả rồi á, còn đi làm á là bả cứ đi theo con này, bả kêu Thảo ơi Thảo ơi em vừa cái sừng và cái sống gì đấy. Sao sao không nói sao? Con kêu là Thảo ơi Thảo, hãy lúc như em con làm cái bán bự vậy nè, nhô lên công ty có ông đi ngang mà con chạy theo kêu em hãy lúc như em tại vì em vừa có sừng và có sống. Vừa có sừng vừa có súng. Sừng hả? Vì tấm sừng hả? Mà em cũng vậy có súng nữa. À, vậy là con là tỏ tình trước. Không, ông là người tự tình. Dường như là ông chia tay người yêu ông bằng 2 tháng rồi. Xem thì ông mới nhắn tin con, ông nói là à, bé ơi làm người yêu anh nha. Ôi. Vậy con mới kêu là đàn hồn đi. Em không giỡn đâu đó, tự nhiên con em luôn chú. Em không giỡn đâu. Tự nhiên mình hành thiện cái số thằng em đi. Dạ, để ông kêu nói thiệt cả đàn hồn coi. Vậy con kêu là à, con cũng nói lăng la. Tỏ tình trước mặt em chứ không phải qua tin nhắn như vậy em chịu. Rồi sao mấy hôm sau cuối tuần ấy ông cũng rủ con đi hẹn chứ đi xem phim mà cái con nói với chú cái ngày lần đầu tiên hẹn hò là ông rủ nước mắt người con luôn. Đi cái gì? Cái gì? Ủa,